Không gian văn hóa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhằm giới thiệu các tác phẩm là sách, bài viết trên tạp chí Cộng sản của cố Tổng Bí thư để cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham quan học tập nghiên cứu. Có thể nói, những tác phẩm của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thể hiện tư duy sắc bén, nhãn quan chính trị rộng mở, là kim chỉ nam trên nhiều lĩnh vực và là tài liệu quý giá để cán bộ và nhân dân tham khảo, học hỏi, ứng dụng, phát huy. Bên cạnh sự tiếc thương của nhân dân cả nước dành cho Tổng Bí thư, có rất nhiều người đã quan tâm đến những cái di sản mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để lại. Trong đó thì có hệ thống các cái cuốn sách mà qua nhiều năm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dày công nghiên cứu, biên soạn và xuất bản. Không gian văn hóa trưng bày khoảng 40 đầu sách của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và hàng chục bài viết của cố Tổng Bí thư đăng trên tạp chí Cộng sản trong giai đoạn 1967-1996, khi ông công tác tại tạp chí này trên nhiều cương vị khác nhau. Việc khai trương không gian vào hôm nay càng có ý nghĩa đúng dịp kỷ niệm 94 năm ngày ra số đầu tiên của tạp chí Cộng sản, cơ quan lý luận chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 5 tháng 8 năm 1930, ngày 5 tháng 8 năm 2024. Đây giống như là một cái hoạt động tri ân tiếp theo của chúng ta, kéo dài những cái hoạt động mà chúng ta tưởng nhớ khi mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mất, với cái sự tiếc thương nhưng mà trên tinh thần mới là chúng ta lĩnh hội, học tập tư tưởng, tình cảm cũng như là học tập đạo đức, phong cách của Tổng Bí thư. Với 80 năm tuổi đời, 57 năm tuổi đảng, gần 60 năm hoạt động cách mạng phong phú, những di sản của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để lại không chỉ củng cố lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo toàn diện của đảng, mà còn là động lực thôi thúc thế hệ trẻ khát khao cống hiến, phụng sự vì Tổ quốc. Câu lạc bộ sách đồng hành thành phố Đà Nẵng cũng muốn qua không gian này thu hút được nhiều bạn trẻ đến đây để đọc và nghiên cứu các tác phẩm của ông, khơi dậy lòng yêu nước, sự tự hào dân tộc và qua đó đóng góp được nhiều hơn cho đất nước. Không gian văn hóa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được đặt ngay sảnh tầng 1, cơ quan thường trực tạp chí Cộng sản tại miền Trung Tây Nguyên, số 69 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, thành phố Đà Nẵng.